Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ giới thiệu các bạn chiếc sản phẩm là Oppo A33. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con Oppo A33 các bạn nhé. Con Oppo A33 này thì là máy thì là cũ theo thời gian. Đây, vỏ thì cũ theo thời gian. Máy tất cả con này thì là dùng bình thường nhé, chức năng tất cả dùng bình thường, không lỗi lầm gì. Đấy, con Oppo A33 này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 500k. Đấy, các bạn làm mua về là máy phụ nghe gọi rất là ok. Hoặc là các bạn mua cho các em nhỏ mà dùng máy cao cạo đi học chẳng hạn, mà là một cái máy phụ liên lạc chẳng hạn, thì các bạn có thể là mua về cho các em nhỏ để coi như là dùng cao cạo chẳng hạn cũng được nhá. 500.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 500k này, các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đấy, con này sẽ là thanh lý các bạn giá 500k. Các bạn làm máy phụ nghe gọn rất là ok các bạn nhá. Đấy ạ. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy. Thì hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi mùng 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đây, mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình qua hai số điện thoại. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần bạn trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa mình có ship nên các bạn yên tâm phải lo nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo Reno 2S. Đấy. Oppo Reno 2S thì hôm nay nhà mình về rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Oppo Reno 2S thì con này phiên bản của nó là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó tràn viền nhá. Đấy, tràn viền nó như kiểu là A80. Tràn viền rất là đẹp nhé, tràn viền bo tròn này, rất là đẹp luôn. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED, cho hiển thị hình ảnh thì cực kỳ tuyệt vời luôn. RAM được trang bị là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 thì các bạn thể thao hồ lưu trữ. Cổng sạc thì cổng sạc Type-C. Máy con này thì là máy màu trắng nhá. Đấy, máy màu trắng, trắng bóng này, rất là đẹp nhé. Máy màu trắng ngọc rất là đẹp các bạn nhé. Máy thì ngoại hình con máy con này là 90%, khách xài rất là dữ luôn nhá. Đấy, còn cả cái ốp dẻo theo máy luôn này. À, ốp da kiểu khách mua rất là xịn sò luôn này. Đây, Oppo Reno 2S thì nó sẽ là có camera sau này, rất là sắc nét, và camera trước các bạn bán hàng livestream thì cực kỳ tuyệt vời nhé. Đấy, các bạn ấn vào đây. Đó, nhìn rất là sắc nét nhé. Các bạn ấn đây sẽ thụt xuống nhé, rất là tiện lợi luôn. Và sản phẩm Oppo Reno 2S máy đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 4 triệu thôi. Các bạn là xíu là RAM coi như là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2S thì các bạn nhà hàng là sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đây, con này con i91C. Con i91C này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là giá học sinh nhá, là 1.500.000 nhá. Ngoại hình thì cũng khá là ok luôn. Còn độ 90% luôn này. Con Vivo i91C thì là màn hình của nó là tràn viền. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin 4K, hơn 4K các bạn nhé. Còn Vivo i91C thì nó là RAM 2GB. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Còn Vivo i91C này thì bên mình đã sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000 nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i91C này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. 1.500.000 cho các bạn. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con Oppo A5s này. Đấy, Oppo A5s thì là phiên bản của nó là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình của nó tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Con Oppo A5s thì ngoại hình thì là máy còn độ 90%, 90 trên 90%. Máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Thiết kế đằng sau là hai camera vân tay này. Mở khóa đằng trước thì có khuôn mặt các kiểu ABC luôn. Đấy, màn hình giọt nước tai thỏ các kiểu này. Và sản phẩm vi gì nhờ con Oppo A5s này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 các bạn nhá. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ báo ra trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình
thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng, và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán các bạn nhé. Đấy, 1.900.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con lót 9, nhưng mà con này là màu cà phê các bạn nhé. Màu này thì cũng cực kỳ là nhiều người hỏi luôn. Ngoại hình thì là máy còn 90%, này, lót 9 đấy ạ. Lót 9 thì là bên mình thì là mình sẽ lòi sơ cua qua. Màn hình của nó thì màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời. Tính năng mở khóa nó có rất nhiều tính năng các bạn nhé. Tuy là sản phẩm ra cách đây được mấy năm rồi, nhưng mà tính năng mở khóa nó đi trước về công nghệ luôn. Đấy, tính năng mở khóa nó sẽ có tính năng có như là mống mắt này, khuôn mặt và vân tay luôn. Những sản phẩm đời mới bây giờ thì nó cũng có những cái kiểu kiểu này, nhưng mà mống mắt thì sẽ là không có các bạn nhé, chỉ phải xem Samsung thôi. Đấy, rất nhiều tính năng hay. Và sản phẩm lót 9 bên mình thì là phiên bản nhà mình bên bản Hàn này. Đấy, mặc định máy Hàn mình về sẽ là một sim, nhưng mà mình về mình sẽ úp lên ROM 2 sim cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào cần 2 sim thì mình sẽ cho các bạn xài 2 sim. Và cấu hình của lót 9 bên mình thì là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhé. Màn hình con này thì màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Máy thì ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy, Samsung Lot 9 này. Đấy. Rất đây mình cài khuôn mặt đây. Mình mở khuôn mặt vào cái này. Vuốt lên được. Rất là hay luôn. Đi về công nghệ, trước về công nghệ luôn. Những sản phẩm đời mới bây giờ mới có, nhưng mà sản phẩm Lot 9 ngày xưa đã có rồi các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Lot 9 bên mình thì là có hỗ trợ cái bút S Pen này. Bút này thì các bạn có thể là bấm bút, sẽ là có tính năng bấm bút chụp ảnh này, hoặc các bạn tạo ghi chú hay gì là các bạn dùng rất là hay. Đấy, kỳ rất là hay nhá. Đấy, dành các bạn học sinh, sinh viên rất là tuyệt vời luôn. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, hoặc các bạn để xài rất là ok luôn. Với trang bị là bột nhớ là 128GB thì các bạn thể là thao lưu trữ nhá. Nó khi còn dùng sướng những sản phẩm đời mới bây giờ các bạn nhá. Và giá sản phẩm Samsung Lot 9 này thì bên mình thì sẽ thanh lý cho bạn với giá là 6 triệu đồng các bạn nhá. Hôm nay nhà mình có một chiếc này thì mình sẽ thanh lý mọi giá là 6 triệu đồng luôn. Máy thì chạy rất là mượt các bạn nhé. Mình sẽ vào YouTube cho các bạn xem luôn các bạn nhé. Đây. Nói chung là quá là mượt luôn. Đấy, loa cực kỳ to, nghe là sướng. Loa thì là nghe được cả loa ở bên dưới và loa ở bên trên này các bạn nhé. Nên là cho hiển thị hình ảnh, hiển thị âm thanh thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, màn hình thì cực kỳ sắc nét luôn. Gái rất là xinh các bạn nhé. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? Lot 9 phiên bản là Hàn 128GB này, các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đây, và đây là SIM Villa. SIM Villa nhà mình bản rất là chạy nhá. SIM Villa 4G vào mạng cả năm này. SIM Villa 4G vào mạng cả năm thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 350K. Chỉ với giá là 350K thôi. Các bạn sẽ là sở hữu một SIM Villa vào mạng cả năm. Các bạn không phải phát sinh thêm 1.000 nào nữa nhá các bạn nhá. Đấy, SIM Villa vào mạng cả năm thì bên mình bán cực kỳ là chạy. Giá chỉ với giá là 350K, tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều chi phí các bạn nhé. Và đây sản phẩm Samsung Lot 8. Lot 8 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu gold. Đấy. Lot 8 thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó, à gì nhỉ, ngoại hình của nó thì là máy còn 90%. Con này thì là máy màu gold các bạn nhé. Máy màu gold này rất nhiều các bạn nam tính rất là ưa chuộng luôn. Con Lot 9 này thì là màn hình bên mình thì là màn hình của nó là 6 tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời. Và cấu hình Samsung Lot 9 bên mình thì là đây, Lot 9 đến Lot Lot 8 bên mình thì là sẽ là mở khóa này. Mở khóa như Lot 9 các bạn nhé. Mở khóa nó sẽ có tính năng coi như là đây. Khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Đấy, Samsung nó đi trước về công nghệ rất là nhiều luôn. Cấu hình cũng là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con Lot 8 sẽ là 64GB các bạn nhé. Màn hình của nó là màn hình nhỏ hơn 1 inch, là 1 inch Lot 9 1 inch là 6.3 inch. Độ phân giải màn hình 2K rồi. Màn hình tất cả Lot 8 bên mình thì màn hình đẹp keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Con này cũng là bản Hàn, 2 sim 2 sóng luôn cho bạn. Bạn nào dùng 1 sim thì mình sẽ về 1 sim cho bạn luôn nhé. Và sản phẩm Samsung Lot 8 này bên mình thì là máy đẹp keng, màn hình đẹp keng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.500.000. Máy màu gold các bạn nhé. Đấy, Lot 8 thì cũng có hỗ trợ cái bút iPhone.
nhưng mà cái út Defend của lót 8 sẽ không chụp được ảnh như là lót 9 các bạn nhá. Đấy, lót 8 là 4 triệu rưỡi cho các bạn nhé. Đấy, và đây thì là con này, con Samsung ấy này, Z2 Bright. Z2 Bright này, con này 800k nhé. Z2 Bright 800. Đấy, Z2 Bright con này là 800.000 nhé. Đấy, này, con này thì là máy zin chưa sửa chữa gì. Con Samsung Z2 Bright này 800k cho các bạn nhé. Về làm máy phụ nghe gọi rất là ok luôn. Z2 Bright 800k cho các bạn nhé. Đây, và đây là con Redmi C2 này. Con Redmi C2 này thì mình cũng là 1.500.000 nhé các bạn nhé. Redmi C2 này, Redmi C2 RAM, à con này thì là bản 16GB thì mình sẽ thanh lý bạn giá nó rẻ hơn nhé. Redmi C2 của nó là RAM 2GB này, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhé. RAM 2, bộ nhớ trong 16. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu đi. Đấy, Redmi C2 là 1.4 triệu nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này pin hơn 4000 nhá. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ tuyệt vời luôn. 1.4 triệu cho bạn nhá. Còn Redmi C2 là 1.4 triệu nhá. Và sản phẩm cuối cùng, à đâu, chưa cuối cùng đâu. Cuối cùng thì nhà mình còn con A8 cơ. Con này là con Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Khách cũng đã bảo với mình là con này đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. Con Samsung Z7 Pro này thì cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Phiên bản của nó là RAM 3 à gì nhỉ? Phiên bản của nó là gì nhỉ? Công ty, hai SIM hai sắm các bạn nhé. Hôm nay mình vừa mua lại khách xong nhưng mình hỏi mật khẩu nhưng mình người ta vẽ nhiều quá nên mình quên mất. Con Samsung Z7 mai các bạn nào lấy thì mình sẽ phá cho bạn nhé. Z7 Pro này ngoại hình thì còn độ 85-90% cũng rất là ok. Con Z7 Pro này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhé. Z7 Pro này 1.4 triệu. Khách đã thay màn OLED 2C một lần cho các bạn nhé. OLED loại xịn luôn. 1.4 triệu cho bạn Samsung Z7 Pro. Pin là pin 3K6 các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Giữa con Redmi C2 này các bạn có thể là Samsung Z7 Pro rất là ok luôn các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm Samsung A8 2018. A8 2018 này thì là ngoại hình của nó thì là máy còn 90-90%. Thì là con này là bản Hàn, một SIM một sóng. Cấu hình con này là A8 2018 là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Full HD cộng các bạn nhé. RAM với trang bị là RAM 4, bộ nhớ 32GB các bạn xử lý rất ok. Camera trước của nó là hai camera, các bạn chụp ảnh thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, Samsung A8 2018 đấy ạ. Con bản Hàn Quốc máy đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.4 triệu các bạn nhé. Con này thì nhỏ gọn, cầm cực kỳ là chắc tay và sướng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 phiên bản Hàn Quốc một SIM máy đẹp keng 2.4 triệu này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đây, máy rất là đẹp luôn. Các bạn cầm nhỏ gọn, con này rất là thích các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.